Rồi, ok anh em đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ có kèo đổ độc. Đây 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 đây. Rồi, kiểu này sao bạn chạy được. Đấy các bạn cứ chiều chiều các bạn tóc biến rồi nha các bạn. À hôm nay là trận đấu này rất là đặc biệt, là tem bạn là có là Kahi đi rừng nha. Rất là giáo án rất là dị luôn. Rồi, ép xuống luôn. Và hôm nay mình sẽ gặp là FMVP thế giới. Này này, hoa bảo rồi. Ui không đủ đau mấy bạn ơi. Và nó nếu như có tốc biến là mình sẽ bay lên mình chơi nha. Mà cái tốc biến mình chạy ấy rồi. FMVP thế giới với con bài Crazy nhé bạn. Và giáo án của tem bạn sẽ là Kahi đi rừng. Đây là trận đấu này mình nghĩ nó sẽ dễ dàng cho rừng tem mình hơn các bạn. Vì Kahi đi rừng nó khá là chậm luôn. Rồi, rồi rồi chạy đi đâu nữa, chạy đi đâu nữa. Ồ, vẫn quay lại chơi nha. Rất là máu nha mấy bạn. Yuka này đánh được đấy. Đấy, mình cứ dùng chiều rồi. Các bạn thấy có thể thấy là cái bộ skin của Gracie nó khá là đẹp nha anh em. Đấy, bộ skin đặc trưng của cho dành cho là về mình Maric nha. Maric. Rồi, lụm luôn. Rồi. Thì năm trước là Maric là được cái giải là FMVP thế giới, nên là được nó chọn cái bộ skin này. Anh em nhìn cái hiệu ứng và cái đấy khá là đẹp luôn nha. Nó trong cuộc rồi hóa bạo cái này là hết chạy rồi bạn ơi. Đấy chơi việc nhẹ lương cao đó bạn. Ôn gì này khá là dễ chơi nha, là khuyên anh em là tập chơi đi. Anh em tập chơi tầm khoảng chừng 10 đến 20 trận là anh em sẽ quen với cái bộ chiêu thức của con tướng này thôi. Đấy anh em có thể coi coi video mình và anh em có thể thấy là đây cứ dọn lính thì mình cứ dùng cái chiêu hai ha. Mình nói rất là nhiều lần ở ở khá là nhiều clip rồi, thì mình dùng cái chiêu hai để mình dọn lính, mình gom lính lại, xong mình dùng cái chiêu một cái chiêu hỏa vũ để mình dọn lính. Đây đây đây, mình kiếm thằng Yuka rồi, chạy đi đâu nữa. Ôi pha này thì mình dùng cái tốc biến nó hơi phí nha các bạn, thì mình muốn chắc ăn một tí nên là mình tốc biến lên mình bắt Yuka luôn. Yuka này luồn lách khá là hay đó nha, nhưng mà khi đã dính với chiêu hai của mình rồi thì nó sẽ bị làm choáng khoảng như là 0,5 giây đó. Đấy nên là và nó còn nổ đam nữa, xong rồi mình cứ dùng cái hỏa vũ mình ném thôi. Rồi thì cái trụ này chắc một hai nhát nữa là nổ rồi, quá lợi thế luôn. Em bạn chơi cầm PC đi rừng thì rất là khó chơi nha các bạn, nhưng mà cũng mình cũng chưa biết được cái gì, nhiều khi bị lật kèo lại là thua cũng chừng nữa. Đánh bây giờ đánh tam năm mà mình đâu có biết được. Đi đơn mà đấy, tem này thì thắng bại tại đồng đội thôi, chứ chứ đâu đâu biết được, nhiều khi thua một pha giao tranh là coi như là thua cả giá cả ván luôn. Này thì tem bạn có grab nữa bạn, thế này là rồi. Giờ mình sẽ đèm ném hoa bạo rồi. Đấy anh thanh niên Tara thấy mình lên nên là đã lao ra để bắt tem bạn nha. Thanh niên cũng khá là cơ hội cầm một phá để cả S. Tuổi không mà nháy gì, tuổi không có mà nháy à, thì là tem bạn nháy nháy đèn nên là ra cây cú. Ơi thanh niên cây cú là thanh niên chat vậy, thấy không? Ôi mình sẽ chừa cái hoa bạo đây nha. Đây chúng mình sẽ ném thằng AD thì bạn nó chạy về rồi. Đấu này tem mình toàn châu châu không các bạn, có da nó lao dồ, nó lao vào kìa, rồi nó buồn hết luôn. Mà chắc cũng phải bỏ lại thôi các bạn ơi, em đông quá chưa có đồ đạc gì không mà thanh niên đồ cân 3 cân 4 rồi. Này mới là phút thứ 6 rồi nha các bạn. Và tem mình xin nó bôi trận đấu lần đầu tiên đó là chưa mất cái trụ nào nha.
Đấy thì mình cứ tiếp tục mình về dọn lính thôi. Cái gì? Cái gì kiên cao thủ à? À kiên cao thủ à hả? Thanh niên nào mà nói tên kiên nữa. À, chạy được không? Ồ, vẫn chạy được mấy bạn ơi. Ok thôi chạy được rồi, thôi mình về là mình lại tiếp tục mình nhận lính. Đấy cứ chiêu 2 nha bạn, gom lính lại. Rồi sau đó chiêu 1. Đấy các bạn nhận lính sẽ nhanh hơn tem bạn khoảng ví dụ như tem bạn dọn lính tầm khoảng chừng 5 giây thì mình dọn lính tầm khoảng 2 giây rưỡi rồi các bạn. Đó là xong rồi, xong tân lính rồi là mình có thể đi gank được rồi. Là bây giờ là mình thấy đó là đây là con Corgi này là được khá trong có giải là cái thủ bình chọn là đây là những vị tướng pháp sư là kiểu là dạng mạnh nhất nha, là được sử dụng nhiều nhất luôn. Và con Corgi này ở năm tuyển thủ thì có năm tuyển thủ thì họ có ép lên là rồi. Ok thì cầm này sao mình chịu nói. Còn bơm nè, thanh niên là cơ hội nữa ha, đánh luôn hả? Thì cái tuyển thủ là bình chọn là con Ezreal nữa, là ở cả năm người luôn đều có con Ezreal này, có Yata nha, Yata cũng là năm người bình chọn đó, con Ezreal với con Yata và con Lilianna. Đấy thì con vị thế của con Ezreal này bây giờ nó đã khác hồi xưa rồi, được sử dụng rất nhiều trong đấu giải nha anh em. Coi giải thì anh em có thể thấy là hầu như ở trận bất kỳ trận đấu nào cũng có con Ezreal nữa, trận đấu nha chứ không phải ván đấu nha, là cấm chọn mà. À, xài xong một lần thì không không được xài lại lần nữa. Đấy trừ khi là các bạn đánh BO7. Đó, reset lại tướng thôi. Chứ trận đấu nào mình cũng thấy có ít kia hết trơn các bạn. Con tướng này khá là dễ chơi nha. Không ha mana khá là dễ chơi. Cơ động thì không quá cơ động mà gọi là có cái chiêu 2 để chạy thì nó cũng được đi. Đó, nói chung là nó cũng khá là toàn diện luôn anh em. Đấy, cứ đứng tầm xa mà anh em cấu ghĩa rồi đó. Mình cứ ném bom thôi. Mặc dù mình ăn không được nhiều mạng nhưng mà mình đó, bắn chủ đánh luôn đó, luôn đó. Không được được. Mình cứ đứng tầm xa mình cấu ghĩa thôi. Đó, rồi cho tem mình ôi dồn bằng cái chỗ đánh luôn kìa. Ui đánh nè. Rồi trận đấu này chắc chốt sổ với bạn ơi. Em bạn không có cơ hội kháng cự đâu. Đấy, với anh em là cứ chơi vào ganh thì anh em biết chơi pháp sư mà anh em thấy còn dễ chơi thì mình thấy con SG này dễ chơi nha nè. Em cứ lấy con SG này ra chơi. Nó cũng tương tự như con UC vậy đó nhưng mà cái độ khó nó cao hơn một tí, đó là do là nó có cái chiêu 2 á. Các bạn đẩy á, nhiều khi các bạn chơi không quen các bạn đẩy nó đi tầm 7. Đẩy về bóp đồng đội mình á thì cái đó do các bạn không quen thôi, còn khi các bạn đã chơi tầm khoảng 10 trận đến 20 trận thôi là các bạn đã bắt đầu là ngon rồi. Nó cũng thuộc là dạng tướng dễ chơi. Đó, nó không không phải như là con Rishi. Là Rishi các bạn vô cái là các bạn có thể chơi vài trận các bạn có thể vô là các bạn chơi liền được luôn. Con tướng quốc dân mà. Đấy, còn con tướng này các bạn đánh tầm khoảng 10 đến 20 trận là các bạn sẽ quen cái skill của nó nha. Còn muốn đánh kiểu mà đánh cho nó thuần thục luôn á. Đấy, thì anh em đánh nó tầm khoảng cũng dừng 50-100 trận gì đó. Đó, anh em quánh giết đi. Anh em quen rồi. Không hao mana mà anh em đam nó lại to nữa đấy, anh em cứ đóng trang bị như mình nè. Đầu tiên là anh em cứ lên mặt nạ Brit trước chơi giúp mình nha, đấy tại vì nó có cái nội tạng thiêu đốt nè. Rồi sau đó thì nếu như tem bạn có hồi máu thì các bạn có thể lên sách, hoặc là các bạn có thể là lên lên chuẩn bùng nổ trước lên sách nha. Dày độc sĩ là giống như là một món chấn phái của nó rồi. Đấy trận đấu này là mình không không lên giày kiên cường nha các bạn, dù trên bảng có rồi đắt nha, mình không lên giày kiên cường luôn, tại vì là mình là xác định là mình chỉ đứng tầm xa mình ném bom thôi. Đấy mà mình cần cái lượng hồi chiêu để mình sẽ bam chiêu nó liên tục. Rồi trận đấu này win nữa các bạn ơi. Rồi nó tốc biến là chạy thôi rồi win 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 rất là đơn giản luôn nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem video của mình nhé, bye bye.